Hóa sập nhà trong lúc cổ vũ bóng đá, 3 người bị mắc kẹt. Trong lúc ngồi xem bóng đá, cổ vũ cho đội U23 Việt Nam, ngôi nhà sàn của một hộ dân ở thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa bất ngờ đổ ụp xuống khiến 3 người trong gia đình bị mắc kẹt. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Quan Sơn, Thanh Hóa, chiều ngày 9 tháng 6, cho biết vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 8 tháng 6, khi ông Phạm Bá Hào cùng vợ là Lữ Thị Ngọc và con trai Phạm Bảo Long trú tại khu phố 5, thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa, đang ngồi xem đá bóng trong nhà sàn thì bất ngờ thấy nhà rung lắc dữ dội, đất đá đổ ào ào xuống cạnh nhà. Ngay sau đó, căn nhà sàn đổ chụp lên cả 3 người. Do thời điểm diễn ra sự việc quá nhanh nên những người có mặt trong nhà không kịp thoát ra ngoài, bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng tới hiện trường triển khai công tác cứu nạn, đưa cả 3 người ra khỏi đống đổ nát. Rất may, cả gia đình ông Hào chỉ bị xây sức nhẹ. Trước nguy cơ sạt lở của khu đất, cơ quan chức năng huyện Quan Sơn đã nhanh chóng di rời 7 hộ dân với 23 nhân khẩu sinh sống ở khu vực lân cận đến nơi an toàn. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.